xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada ngày 12 tháng 4. Thưa quý vị, hôm nay là những tin tức rất đáng chú ý và bản tin Canada mong muốn cập nhật cho quý vị. Mở đầu là những tin tức về việc cảnh báo bão tuyết xấu chưa từng có trong lịch sử kể từ năm 1997 ở Manitoba đang đến với tỉnh bang Ontario. Cơ quan môi trường Canada cho biết là trận bão tuyết lớn sắp đổ bộ Manitoba có thể là sự kiện tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua và đang cảnh báo về một cơn bão lớn đổ bộ vào miền nam của Manitoba trong tuần này có khả năng trở thành trận bão tuyết tồi tệ và đang lan rộng đến Ontario. Vào ngày 11 tháng 4, thì cơ quan thời tiết đã ban hành một cảnh báo bão mùa đông trong một số khu vực phía nam Manitoba bao gồm Winnipeg, Brandon, Selkirk và Barton-Labrador. Theo cơ quan giám sát bão, thì trận bão tuyết sẽ đổ bộ vào miền Nam Manitoba và miền Đông Nam Saskatchewan vào giữa tuần này. Nó sẽ mang theo tuyết dày, gió mạnh và tầm nhìn kém. Bão tuyết đang được gây ra bởi một áp thấp ở Colorado di chuyển về phía của Minnesota vào đêm ngày sẽ diễn ra vào đêm ngày hôm nay 12 tháng 4 mang theo một lượng lớn tuyết dày chưa từng có và tuyết sẽ bắt đầu rơi vào tối thứ ba gần biên giới, di chuyển đến phía bắc suốt đêm. Cơ quan môi trường Canada cũng lưu ý rằng tuyết dày có thể sẽ xảy ra vào thứ tư ngày 13 tháng 4 trên khắp miền nam của Manitoba. Tuyết và gió mạnh dự kiến sẽ tiếp tục cho đến sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 4 và nó sẽ di chuyển vào phía Tây Bắc của tỉnh bang Ontario. Lượng tuyết dày dự đoán là từ 30 đến 50 cm vào thứ Sáu và có thể lên tới 80 cm thưa quý vị. Cơ quan thời tiết cảnh báo rằng việc đi lại sẽ ngày càng trở nên khó khăn trong suốt cả thứ Tư và lưu ý trong cuối tuần này. Việc đóng cửa đường cao tốc là điều gần như chắc chắn. Họ nói thêm rằng vào tối thứ Tư, việc đi lại sẽ là điều không thể ngay cả khi xung quanh các địa điểm công cộng và dự kiến điều tương tự cũng sẽ xảy ra vào thứ Năm. Cơ quan môi trường Canada khuyến cáo mọi người không nên lên kế hoạch để đi du lịch vì cơn bão này có khả năng trở thành trận bão tuyết tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Cơ quan thời tiết cho biết là người Manitoba nên dự trữ nguồn cung cấp thuốc men và có thể là sẽ bị mất điện. Điều kiện thời tiết ở miền Nam Manitoba sẽ được cải thiện vào sáng thứ Sáu, mặc dù việc dọn dẹp bão tuyết có thể kéo dài qua cho tới tuần sau. Cơ quan an toàn công cộng Canada cũng khuyến cáo mọi người phải nên lập một kế hoạch như là mua các bộ dụng cụ khẩn cấp trong tuần này. Gia đình người Việt được bồi thường đến 45.000 đô la vì bị hàng xóm quấy rối. Một phụ nữ lớn tuổi ở bang Washington đã bị cáo buộc tội thù ghét chủng tộc với người hàng xóm gốc Việt đã đồng ý bán nhà và bồi thường. Jan Myers, 72 tuổi, sống tại thành phố Salt Lake, bang Washington hôm ngày 7 tháng 4 bị truy tố với cáo buộc kỳ thị chủng tộc vì quấy rối bà thi phạm người hàng xóm gốc Việt vào tháng 4 năm 2021. Các luật sư của bà thi phạm thông qua bà Myers đồng ý dàn xếp dân sự, trong đó bà Myers buộc phải bán căn nhà bà sở hữu tại Salt Lake trong 6 tháng tới để có thể bồi thường cho bà thi phạm là 45.000 đô la. Trường hợp bà Myers không bán nhà và uh, chuyển đi, đúng như thỏa thuận thì vụ kiện sẽ được tiến hành để xét xử và có khả năng được quyết định bởi bồi thẩm đoàn. Vợ chồng bà Thi Phạm đã để đơn kiện bà Myers vào tháng 8 năm 2021 sau khi bà Myers liên tục quấy rối và đe dọa gia đình. Một số sự việc được camera ghi lại. Bà Thi Phạm cho biết bà Myers bắt đầu quấy rối gia đình khi mà bà làm vườn vào tháng 4 năm 2021 và bà Myers đã đe dọa gọi cô là mắc xếp hay là hét lớn này cô gái Việt Nam, cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Bill Haley, chồng của bà Thi Phạm cho biết sự việc rất nghiêm trọng. Haley nói rằng bà Myers còn xuất hiện trong tình trạng bán khỏa thân phần dưới trước vợ và cậu con trai 2 tuổi của mình. Khi gia đình đệ đơn kiện thì bà thi phạm cho biết bà không còn cảm thấy an toàn khi ở trong chính ngôi nhà của mình. Các luật sư của gia đình bà thi phạm nhận định vụ giàn xếp dân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân bị quấy rối về phân biệt chủng tộc. Chúng ta cần phải xử nghiêm những kẻ quấy rối chủng tộc và bắt họ bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân. Luật sư Chen đã cho biết, Tôi rất vui vì tôi có thể sống an toàn trong ngôi nhà của mình mà không bị quấy rối chủng tộc nữa. Bà thi phạm cho biết và chúng tôi hy vọng Chen Myers sẽ tuân theo các thỏa thuận cũng như là tiến hành nhanh chóng các thủ tục. Thưa quý vị, tiếp theo là những tin tức cũng rất cần chú ý khi vào thời điểm mùa hè và chúng ta đang lên những cái kế hoạch để đi du lịch. Một cặp vợ chồng ở Ontario không mua bảo hiểm du lịch đã bị từ chối hoàn tiền sau khi bị nhiễm Covid-19 trước chuyến đi. Một cặp vợ chồng ở Ontario không mua bảo hiểm du lịch trước kỳ nghỉ của họ đã rất thất vọng khi biết họ bị từ chối để trả lại tiền sau khi bị nhiễm Covid-19 vào tuần trước. Cư dân ở Niagara Falls là Sharon Malinda và Stephen DeAngelis cho biết họ rất nóng lòng muốn đi du lịch trở lại một khu nghỉ mát ở Jamaica và đã chuẩn bị chuyến bay ở sân bay Toronto vào tuần trước. The Angelis đã nói với CTV New Toronto rằng chúng tôi mong muốn được đi xa lần đầu tiên sau 3 năm đại dịch. Cặp đôi đã trả 1.700 đô la mỗi người cho một gói kỳ nghỉ và họ cho biết họ không mua bảo hiểm để có thể hủy chuyến bay vì chuyến đi của họ có tùy chọn để có thể thay đổi kế hoạch trước một tuần. Chúng tôi đã có một điều khoản nói rằng nếu có bất kỳ điều gì xảy ra một tuần trước đó, bạn có thể thực hiện các thay đổi mà không bị phạt. Vì vậy chúng tôi cảm thấy khá an toàn. Nhưng vài ngày trước chuyến bay, cả hai đều bị nhiễm COVID-19 và vì kết quả xét nghiệm dương tính nên họ không được phép bay. Khi họ liên lạc với đại lý du lịch của mình thì họ nhận được thông báo vì họ không mua bảo hiểm để có thể hủy chuyến bay nên sẽ không được hoàn trả lại tiền vé. Tôi hoàn toàn chấp nhận rằng chúng tôi đã không mua bảo hiểm và chúng tôi có thể chịu bất kỳ một khoản phạt nào để họ có thể hoàn trả tiền lại cho chúng tôi, nhưng mà họ nói rằng điều đó là không, như vậy thì quá là quá đáng. Cặp đôi đã đặt kỳ nghỉ qua Sunwin và một phát ngôn viên của công ty nói với CTV News rằng họ biết về khách hàng đang được đề cập và thành thật lấy làm tiếc vì họ đã bị nhiễm Covid-19. Trước khi khởi hành và không thể du lịch như kế hoạch, khách hàng đã đặt gói kỳ nghỉ Sunwin thông qua một công ty du lịch và không mua bảo hiểm với công ty Sunwin tại thời điểm đặt vé để chi trả cho các vấn đề y tế không mong muốn bao gồm cả Covid-19. Mặc dù chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt để có thể thực hiện thay đổi một lần đối với ngày đi, điểm đến hoặc là khu nghỉ dưỡng của họ tối đa 7 ngày trước khi khởi hành, áp dụng cho hầu hết các gói kỳ nghỉ đối với Sunwin, được đặt từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi khuyến khích tất cả các khách hàng nên cân nhắc để mua bảo hiểm du lịch, bao gồm cả bảo hiểm Covid-19 trong trường hợp bất khả kháng mà họ có thể bị nhiễm Covid-19 vào cái thời điểm trước ngày khởi hành hoặc là trong khi du lịch. Hãng Sunwing cho biết, trong trường hợp các cặp đôi này, họ đã quá thời hạn 7 ngày để có thể thay đổi kế hoạch du lịch của mình. Will Mac Eller, giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Du lịch Canada cho biết, dựa trên những gì chúng tôi thấy thì có, số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng khắp thế giới và việc đi du lịch ngay bây giờ không dành cho những người gọi là yếu tim và vẫn còn nhiều trở ngại. Mark Ali nói rằng trong khi các công ty đang cố gắng có những chính sách linh hoạt trong thời gian đại dịch xảy ra thì cách tốt nhất để có thể bảo đảm bạn được bảo hiểm trong trường hợp bạn không thể thực hiện chuyến đi của mình do ốm đau hoặc là những lý do khác là mua bảo hiểm để có thể hủy chuyến bay. Một số điều khoản hào phóng mà các công ty du lịch đang sử dụng để khuyến khích mọi người quay trở lại du lịch ngày càng ít đi. Vì vậy bạn cần phải có các biện pháp bảo vệ và đó là hình thức bảo hiểm du lịch cặp đôi rất thất vọng vì họ không có một kỳ nghỉ và sẽ mất tiền nhưng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để có thể cảnh báo những người khác có thể những người đang lên kế hoạch cho một chuyến đi sắp tới như vậy thưa quý vị thì chúng ta có thể thấy hiện nay nếu quý vị nào đang có những kế hoạch uh, mua vé đặt trước ở trên mạng để thực hiện những chuyến đi du lịch của mình trong tương lai đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè thì quý vị nên nhớ hiện nay trong cái phần đặt vé nó sẽ có những cái option để cho quý vị chọn thêm mua bảo hiểm du lịch và trong đó nó có bao gồm luôn cái việc hoàn trả lại tiền tiền vé cho quý vị nếu như trước chuyến bay mà quý vị gặp những cái vấn đề về sức khỏe đặc biệt là bị nhiễm covid trước khi bay thưa quý vị Ít nhất 5 người đã bị bắn và bị thương vào ngày hôm nay 12 tháng 4 tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố New York trong một cuộc tấn công vào giờ cao điểm buổi sáng khiến cho những hành khách bị thương, chảy máu rất nhiều tại sân ga và cảnh sát đang tìm kiếm kẻ xả súng. Nhân viên cứu hỏa phản ứng với báo cáo về khói tại nhà ga số 36 trên đường 36 trong khu phố của Brooklyn vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay và đã tìm thấy ít nhất 13 người bị thương nhưng ngoài năm phát súng thì không còn chi tiết nào về những nguyên nhân khác dẫn đến các vết thương này theo nhiều nguồn thực thi pháp luật thông báo tóm tắt về cuộc điều tra thông tin sơ bộ cho thấy nghi phạm bỏ trốn là một người đàn ông mặc áo công sở và đeo khẩu trang chống độc hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy những người chăm sóc hành khách gần đầy máu nằm trên sàn nhà ga và không khí thì đầy khói các quan chức cứu hỏa và cảnh sát đang điều tra các cáo buộc các báo cáo rằng có một vụ nổ nhưng sở cảnh sát đã tweet rằng không có thiết bị nổ nào đang hoạt động vào lúc này người phát ngôn của thị trưởng là Ben Levy, người đã xác nhận số lượng thương tích ban đầu trong vụ nổ súng cho biết nhiều thiết bị tạo khói đã được tìm thấy tại hiện trường và 11 người đang được điều trị tại hai bệnh viện địa phương. Cửa tàu điện ngầm của tôi mở ra trong thảm họa, đó là khói và máu và mọi người la hét, một nhân chứng tên là Sam đã nói với đài phát thanh và cho biết thêm anh đã nhìn thấy một luồng khói khổng lồ tuôn ra từ toa tàu N sau khi mà cự mở một đoạn video bên ngoài cho thấy những người nằm trên sân ga tàu điện ngầm giữa những gì dường như là những vũng máu nhỏ bên trong tòa tàu điện ngầm thì một người nằm trên sàn bị những người khác vay lại bên ngoài nhà ga một cảnh sát đã hét lên đi thôi tránh đường các chuyến tàu chạy đến ga đó đã bị hoãn trong giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay. Văn phòng thị trưởng thành phố New York là Eric Adams không có thêm thông tin chi tiết cho vụ việc cho tới thời điểm hiện tại và ông Adams đã có mặt tại dinh thự của thị trưởng vào sáng thứ ba và đang báo cáo tóm tắt tình hình. Vụ việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm chạy qua phía nam Brooklyn trong một khu cách Manhattan khoảng 15 phút đi tàu và các trường học địa phương, bao gồm cả trường trung học Sunset Park ở bên kia đường, đã bị khóa cửa. Danny ở Brooklyn vừa đưa con trai đến trường thì đã thấy một loạt các hành khách, trong đó nhiều người bị thương, chạy lên tàu cầu thang của tàu điện ngầm và nói ít nhất hai người khác đã bị thương ở chân. Điều đó thật là kinh khủng và điên rồ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tin tức sự việc này cho quý vị sau khi có những thông tin tiếp theo từ cảnh sát. Ontario mở rộng các lựa chọn về bằng cấp cao đẳng trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động. Tỉnh bang Ontario đang bổ sung các lựa chọn cấp bằng cao đẳng công lập trong một nỗ lực để có thể giải quyết tình trạng về thiếu hụt lực lượng lao động. Các trường cao đẳng công lập hiện có thể bắt đầu phát triển các chương trình cấp bằng trong 3 và 4 năm để có thể chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong các lĩnh vực đã được xác định như lĩnh vực ô tô. Tỉnh cho biết các chương trình cấp bằng áp dụng kéo dài 3 năm sẽ cho phép các chương trình cao đẳng đào tạo công nhân lành nghề trong lĩnh vực công nghệ cũng như là công nhân xây dựng điện, cơ sở hạ tầng như đường bộ và vận tải. Bộ trưởng các trường cao đẳng và đại học là Jill Dunbar cũng cho biết kế hoạch này phù hợp với ưu tiên của chính phủ trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng và đưa tỉnh trở thành tỉnh dẫn đầu Bắc Mỹ trong lĩnh vực ô tô. Tỉnh cũng cho biết họ dự đoán các chương trình mới sẽ bắt đầu nhận học sinh vào mùa thu năm 2023. Các chương trình này sẽ được phê duyệt bởi Bộ trưởng và tỉnh cho biết, giới hạn về các chương trình cấp bằng mà các trường cao đẳng có thể cung cấp sẽ được nâng lên là 5%. Nhiều học sinh bị tấn công tình dục tại trường trung học Moran. Các học sinh tại một trường trung học ở khu vực Moran cho biết, họ đã bị tấn công tình dục và được cho là bởi một nam thanh niên đang cáo buộc ban giám hiệu nhà trường đã không xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Hai người khiếu nại nói với CTV News, một số vụ hành hung được cho là đã diễn ra tại trường trung học Des Sources ở Dolores Olmos bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. Người cũng nói rằng có một học sinh thứ ba đã đến cảnh sát vào tuần trước để báo cáo một vụ tấn công tình dục gần đây khác trong một vụ tấn công vào phòng tắm của trường học. CTV News không nêu tên hai cô gái để có thể bảo vệ danh tính của họ vì họ vẫn là trẻ vị thành niên. Một nữ sinh 14 tuổi và một nữ sinh 12 tuổi. Nữ sinh 14 tuổi đã cho biết có một nam sinh cũng là ở tuổi vị thành niên đã đè cô vào tường ở hành lang trong giờ ăn trưa vào một ngày tháng 10 năm ngoái và đã có những hành vi cưỡng bức. Cô cho biết cô đã báo cáo sự việc với hiệu trưởng của nhà trường, nhưng được nói rằng cô được yêu cầu giữ kín sự việc. Kẻ tấn công đã bị đình chỉ học trong 3 ngày vào tháng đó. Và khi được hỏi về các cáo buộc tấn công tình dục tại trường học, cảnh sát Moran đã xác nhận trong một email vào chiều thứ Hai 11 tháng 4 rằng họ đang điều tra các sự kiện được cho là diễn ra tại trường trung học này, phối hợp với nhà chức trách trường học. Hy vọng vụ việc sẽ được điều tra toàn diện để có thể giải quyết vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra, không chỉ là trường học ở đây mà có thể còn xảy ra ở nhiều trường trung học khác thưa quý vị. Các cộng đồng thuộc mọi thành phố đang tổ chức các đợt quyên góp dành cho người Ukraine. Người Canada từ mọi thành phần đang tìm cách để hỗ trợ cho người dân Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga từ những người Canada gốc Ukraine trên khắp các thảo nguyên, tổ chức các cuộc quyên góp thường xuyên cho đến những người theo đạo xích và người Hồi giáo ở Calgary quyên góp các vật dụng gia đình được quyên góp. Các thành viên của cộng đồng người xích đã bỏ tiền quyên góp, chăn và các vận dụng khác tại Trung tâm Văn hóa Dasmes ở Đông Bắc Calgary vào cuối tuần trước khi họ đến để tụ tập, ăn chay và làm tình nguyện viên. Chúng tôi tin tưởng vào tình anh em, đây là nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là một người theo đạo. Mọi người đang phải chịu đựng hơn một tháng nay và họ đang trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn trong cuộc đời. Và cuối cùng, họ cũng đã đến được Hungary. Chúng ta nên giúp đỡ bằng những tấm lòng rộng mở. Bộ Di chú, người tị nạn và quốc tịch Canada đã cho biết hôm thứ Hai rằng Họ đã nhận được hơn 117.000 đơn đăng ký từ công dân Ukraine kể từ ngày 17 tháng 3 và 31.000 đơn trong số đó đã được chấp thuận, nhiều hơn dự kiến thưa quý vị. Và thưa quý vị, quý vị sẽ thấy trong thời gian tới sẽ còn có rất nhiều chương trình cũng như là các hoạt động gây quỹ nữa dành cho người Ukraine. Bộ Liên bang cho biết, ủy quyền Canada-Ukraine cho việc đi lại khẩn cấp là một chương trình ngắn hạn sử dụng quy trình cấp thị thực tạm trú mạng lưới và cơ sở hạ tầng để đưa càng nhiều người ukraine đến canada càng nhanh càng tốt đây không phải là một chương trình tị nạn vì người dân ukraine đã chỉ ra rằng họ cần một bến cảng an toàn tạm thời và nhiều người trong số họ có ý định trở về quê hương của mình khi có thể an toàn hơn mặc dù họ có thể tiếp cận các dịch vụ định cư bao gồm cả đào tạo ngôn ngữ hỗ trợ việc làm giúp con cái họ đến trường học nhưng không có khoản tài trợ nào gắn liền với các nhu cầu cơ bản bao gồm nhà ở, thực phẩm, vệ sinh hoặc bất kỳ thứ gì khác liên quan đến việc bắt đầu một cuộc sống mới ở Canada. Và các tổ chức khác nhau ở khắp các thành phố không chỉ là Calgary mà nhiều thành phố khác ở các tỉnh bang khác cũng đang bắt đầu tổ chức những chương trình để có thể gọi là chào đón, giúp đỡ người Ukraine và thưa quý vị đó là những tin tức rất quan trọng và đã được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và mời quý vị hãy theo dõi tin tức tiếp theo của tin người việt canada youtube channel mỗi ngày thưa quý vị xin chân thành cảm ơn